Mentor Trip USA High End Equipment Instruction, cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị Mỹ Đế 2M của THOL Dream Center. Tôi là Duy Nguyễn, THOL Founder. Chào mừng các bạn đến với Thor Gym. Và chúng ta tiếp tục đi vào cái dự án PPS. PP viết tắt của Performance Plus, S viết tắt của hai chữ, hoặc là Structuralize hoặc là Station. Nghĩa nào cũng đúng cả. Nhưng mà Duy vẫn thích Structuralize hơn. Nhưng mà hãng là dùng chữ Station. Tôn trọng. Kiến thức đó nha các bạn, sẽ nằm trong hội trắc nghiệm. Rồi, chúng ta thường nói á, là bây giờ là tập đùi đã gì? À, gánh đùi, đạp đùi, đá đùi, móc đùi. Đúng không? Sau này thêm khái niệm ép đùi với bành đùi nữa. Thì bây giờ có đạp, có gánh thì phải có đạp. Đúng không? Mà có móc thì phải có đá. Mà có ngồi móc thì phải có nằm móc. Đó, mà đá thì chỉ có ngồi thôi. Ngồi đá. Đây là chiếc máy mà rất nhiều phòng gym trang bị. Tất nhiên cái hệ giống giống vậy thôi chứ không phải là cái máy này. Cái máy này ngang tiền con này. Con này 110, con này cũng 110 luôn nha các bạn. Nhìn, có hai cái màu vàng là biết chỉnh hai chỗ. Cái này nó free quay rồi. Này free quay lắm mấy bạn. Nó quay vòng luôn nè. Quay đều, quay đều, quay đều. Nó quay đều vậy làm gì? Cổ chân chúng ta rất là free quay. Tập vậy nó mới xịn. Cái này á thì đứng chỉnh không được. Thường thường có mấy cái ghế á là các bạn phải ngồi vô ghế. Nó có lực nó đè xuống đó thì nó mới đi. Bây giờ giải thích nè, ba cái lỗ ngay đây. Thì để mình chỉnh cái răng của cái đùi. Cái răng của cái đùi, ví dụ như mấy bạn mới tập á, cái răng bạn yếu á, thì bạn để về bạn lấy cho nó dễ. Đó, bạn lấy cho nó dễ đúng không? Hoặc là bạn chỉnh ra đây một miếng. Bạn nhìn cái chân của Duy nè. Không phải kéo mà đi đâu ba. Cái chân của Duy lái á. Hiểu không? Đó, 1, 2, 3, 1 trong, 2, 3, Duy chỉnh 3 luôn. Vô trong, móc ra nó sướng, ngồi vậy là không đúng. Không đúng. Nó giống như cái máy BA. Con ốc này nó phải trùng với ốc này. Tức là cái ghế của mình nó đang bị đẩy về trước. Chúng ta phải lùi ghế lại một chút. Bằng cách lật cái chốt này ra nè. Đẩy ra ngoài. Xong rồi dùng cái lực lưng á. Đẩy xuống một xíu. Thả ra cho nó vô lỗ. Xong nhét xuống rồi được chưa. Đó. Có vẻ nó có lý hơn rồi đó. Nhìn cái chốt nó ghim qua đây chưa? Nè, nó qua rồi, ok. Chứ mà nó lửng lửng vậy nè, mấy ông mẫu nha. Nó lửng lửng vậy, mấy ông mẫu tập từ lắp cái thục qua đây, cái đó nó bị gọi là trouble. Nó bị vấn đề trong lúc mình tập luyện. Nó phải vậy. Thằng chốt này nữa, đúng không? Có nó vô ngàm chưa? Rồi, chúng ta cùng nhau tập. Cách đi vô giống như cái máy BA. Đứng đây thọt cái chân vô. Lái nó ra một tí xíu, ngồi vô. Xong này đi vô, xong rồi ngồi xuống. Ok, ngồi xuống cho nó vừa. Wow. Cái máy này của Stop Mark in USA. Người này của Việt Nam, Mark for BBT nha. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Thor Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất chỗ này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. No! 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 No!
high-end Half-Rack đẳng cấp thế giới. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.